Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay siêu thị y tế Thanh Tuấn xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái sản phẩm đo máy đo huyết áp của hãng Amron, đó là dòng máy 7600T. Thì cái dòng sản phẩm này ở đặc biệt ở chỗ là không sử dụng vòng bít, nghĩa là vòng bít không dây. Thì sau đây tôi xin mở sản phẩm để quý vị tham khảo. Đầu tiên sẽ là sách hướng dẫn sử dụng. Cái đây là phần kết nối với phần mềm Amron Connect, pin. Đây là cái máy đo huyết áp không vòng bít 7600T. Thì cách sử dụng á, thì chúng ta bắt đầu chúng ta sẽ lắp ráp ở phần pin. Thì ở đây sẽ sử dụng là 4 viên pin 3A. Quý vị có thể mở cái phần này ra. Chúng ta sẽ bỏ vào đây là 4 viên pin. Chúng ta sẽ chú ý ở cái theo hướng dẫn này sẽ có những cái cực âm dương, thì chúng ta sẽ lưu ý để bỏ cho đúng. Sau khi lắp pin xong thì chúng ta sẽ lắp lại. Vậy là chúng ta đã hoàn thành cái việc lắp pin. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành đo huyết áp. Vì đây là cái vòng bít không dây nên là và cái vòng này là xoay 360 độ nên là cái độ chính xác nó cao, nên quý vị đo lệch theo cái so với vòng bít thường thì vẫn chính xác. Sau khi đo xong thì đeo xong thì chúng ta sẽ bắt đầu đo. Sau khi đo xong thì đây là kết quả đo huyết áp. Thì đây là kết quả huyết áp, đây là huyết áp tâm trương và tâm thu, phần đây là nhịp tim. Để mà quản lý cái dữ liệu đo của người dùng thì quý vị có thể là sử dụng tải cái phần mềm Amron Connect về, sau đó là sẽ cài đặt theo hướng dẫn. Thì những lần đo thì quý vị bấm cái nút chuyển đổi thì sẽ những cái thông tin này nó sẽ đưa qua cái điện thoại, sẽ giúp cho quý vị quản lý được những cái lần đo của mình. Thì cái bộ nhớ của cái máy này là 100 lần, còn chúng ta có thể là lưu qua điện thoại thì tùy theo cái dung lượng bộ nhớ. Thì nếu chúng ta có những cái những lần đo đó nó có những cái biểu hiện bất thường thì quý khách hàng có thể là liên hệ với bác sĩ để nhờ hỗ trợ tư vấn về bệnh lý huyết áp. Thì trên đây là cái máy 7600T của hãng Amron được nhập từ Nhật Bản. Thì nếu quý vị muốn chi tiết hơn về sản phẩm cũng như muốn tư vấn rõ ràng hơn về sản phẩm thì có thể liên hệ qua siêu thị y tế Thanh Tuấn hoặc qua hotline 0962 136 850 để được hỗ trợ tư vấn. Xin chân thành quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình review sản phẩm của thiết bị y tế Thanh Tuấn.